6.000 hơn nha. Thịt người ta sắc sẵn nha. Vậy khỏi các con sắc. Buổi cơm tối của mình đây, dưa cải kho, thịt kho, dưa cải kho thịt kho giả chiến luôn cả nhà. Còn đây là kim chi, lá mè cả nhà, lá mè làm kim chi nha, ngon. Đây là kim chi mình làm, đây cũng là kim chi mình làm. Thôi giờ mời cả nhà ăn cơm chung với mình nha. Buổi cơm mình đơn giản chỉ có chỉ thôi cả nhà ơi. Xin chào cả nhà, giờ ăn cơm thôi cả nhà ơi, đói bụng rồi. Xin phép cả nhà mình uống miếng nước nha. Đơn giản, món ăn đơn giản thôi cả nhà. Nhưng mà cái máy của mình không biết sao, không biết để kiểu gì cho nó thấy đồ ăn, không thấy đồ ăn được. Cứ để gì, đầy một tô cơm này là mình ăn hết. Tô cơm nhà mình sẽ ăn hết một tô cơm nha nhà. Mời cả nhà nha. Đói bụng nó ngon. Không biết dưa cải thật sao. Bỏ hạt cho ớt cho cải. Cải cả nhà cải. Thiếu đường. Mua thịt ba chỉ á, kho nó ngon hơn thịt này cả nhà. Tại mình đi lên luôn siêu thị á, mình thấy người ta khách sẵn á, mua luôn. Chứ thịt ba chỉ mua về mất công sắc. Mua thịt ba chỉ thì mất công sắc không rồi. Kim chi mình à. Nãy đi làm về. Nãy mình đi làm về đó nhỉ. Nãy đi làm về ghé siêu thị mua thịt. Mà quên mua dầu. Quên mua dầu ăn. Quên ở nhà hết dầu ăn mà quên. Nhà hết dầu ăn mà quên. Quên mua dầu ăn nên á hả? Không có dầu ăn để kho món thịt. Bắt thịt trên đảo đại. Làm biết lỗi chứ. Thay đồ để lỗi như xa. Ngon hơn rồi. Việt Nam thì mấy món này quá đơn giản. Dưa cải này nè, mình tính là xào bột heo á, nhưng mà không có bột heo xào. Đi siêu thị mua. Không mua ít bột heo mà. Không có bột heo cả nhà. Lá mè nè, nó cho nhà lá mè. Lá mè nè. Lá mè này là mình tự làm nha. Hồi mùa nắng, hồi mùa hè mình trồng nhiều lắm. Lá mè nè, mình lấy hạt mình ăn, lá mình cũng làm kim chi. Ở bên đây người ta làm kim chi gì nè cả nhà.
Mè đó, mè này nó ăn ăn cơm nó ngon cả nhà. Người ta tận dụng á, bên đây người hàng ta tận dụng lá này đó thì người ta làm kim chi nhiều lắm nha. Bên đây cái gì người ta cũng tận dụng làm kim chi được hết trơn cả nhà. Nó bụng nên ăn gì cũng ngon cho nên rồi bụng ăn gì cũng không ngon. Lá lá này à, tiếng Hàn nó kêu bằng lá kén nếp như thế nào. Nó em mà nó cực kỳ là thích ăn kim chi. Mình cũng ăn nhưng mà không có thích cho mấy. Ăn cũng ăn phải chăm thích mấy. Nó em mình nó cực kỳ thích luôn. Kim chi ăn không nấu canh này, hầm canh nó đủ thứ. Ở chừng nào mình chưa có ngậm một chỉ nhằn cái này nha em ạ. Còn mình bên đây á, kim chi đầy đầm đầy đắp không ăn, chẳng ăn món Việt Nam. Cái tủ lạnh bình đó, cái tủ bình đó là toàn đựng kim chi không cả nhà. Tủ đây đựng đồ ăn nha. Trong bột này đừng ăn, tủ nhỏ kia là toàn kim chi. Tủ là kim chi. Nhà hàng á, tới mùa đông á, người ta làm kim chi á, người ta dự trữ ra cả năm. Ăn hết tục hết dĩa cơm rồi nha. Cơm đói bụng quá, quá đói bụng. Nhậu xong rồi cả nhà, ăn xong rồi. Bây giờ mời cả nhà ăn lên chung với mình nha. Cả nhà nhìn thấy lên. Lê Hàn Quốc như cái một trái lê này là mình ăn không có hết cả nhà, ăn từ một với hai miếng nè, nó bự nó to quá. Giờ mình gọt nha, sợ để hôm nay thấy cái dao có xanh thôi, chắc không sao đâu. Nói chuyện dai, nói chuyện như người vốn, nói chuyện như người vốn nha. Mời cả nhà ăn lên nha. Mời cả nhà ăn lên chung với mình nha. Lê Hàn Quốc nha. Bự. Biết sao mình có bị đàm nó dướng lên cổ á. Chồng hắn ra xuống câu chuyện á. Lê bên Việt Nam mình á, trái nhỏ lê thì trái bự thôi cả nhà ha. Ngọt hết biết ngọt.
cái vị của nó ngọt. Nó ngọt mà không có một cấp nữa cả nhà. Ngọt vô phải. Nhiều nước, mỏng nước lắm. Nãy mình ăn hết nguyên dĩa, con bữa chà phá lưới giờ ăn làm hết nửa trái này, trái lê này cái ngồi yêu đi không nổi luôn. Không xong rồi nha. Giờ chào cả nhà nha. Nếu cả nhà thích cái video của mình á, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một share, một like và ủng hộ mình. Mình cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nha. Bye bye cả nhà.